nội dung bài học tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách đăng ký mã số thuế cá nhân đối với những nhân viên vào làm cho công ty nhưng mà chưa được cấp mã số thuế khi mà các bạn ghi nhận nhân viên là nhân viên của doanh nghiệp cũng như là ghi nhận tiền lương của nhân viên đó làm chi phí hợp lý của doanh nghiệp thì các bạn sẽ phải kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với những nhân viên đó kể cả nhân viên lao động thời vụ hay là nhân viên lao động chính thức. Đối với nhân viên nào mà chưa có mã số thuế cá nhân thì công ty cần phải đăng ký mã số thuế cá nhân để cuối năm khi làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì chúng ta mới có mã số thuế để chúng ta điền vào tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Những năm trước thì chúng ta kê khai đăng ký mã số thuế cá nhân sử dụng phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân nhưng mà năm nay thì không sử dụng phần mềm đó nữa mà chúng ta đăng ký trực tiếp trên web luôn. Bằng cách các bạn truy cập vào trang thuế điện tử .gdt .gov .vn và các bạn chọn là đăng ký thuế. Các bạn chọn đăng ký mới, thay đổi thông tin của cá nhân và chúng ta chọn hồ sơ là mẫu 05. Nhấn tiếp tục như vậy, trình duyệt sẽ hiển thị ra cho các bạn cái phần để chúng ta điền các thông tin của cá nhân vào. Thì các bạn lưu ý điền những thông tin như sau. Thứ nhất là chúng ta điền tên của nhân viên vào cột họ tên, người nộp thuế, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, chúng ta điền đầy đủ. Loại tờ khai là các bạn sử dụng chứng minh thư hay là căn cước công dân thì các bạn chọn vào ngày cấp nơi cấp các bạn căn cứ vào chứng minh thư hoặc căn cước công dân để các bạn điền số nhà đường phố thôn xóm quốc gia tỉnh thành phố quận huyện xã phường đăng ký theo sổ hộ khẩu thì các bạn căn cứ vào chứng minh thư hoặc căn cước công dân để các bạn điền vào còn đối với lại địa chỉ cư trú bao gồm số nhà đường phố tỉnh thành phố thôn xóm quận huyện xã phường thì các bạn là căn cứ vào địa chỉ mà các bạn đang cư trú hiện tại Điện thoại liên hệ, các bạn điền điện thoại liên hệ của nhân viên, email, điền địa chỉ email của nhân viên hoặc là email của công ty. Nếu như mà có nhiều người cần đăng ký thì các bạn nhấn thêm dòng để chúng ta thêm và khai báo những nhân viên tiếp theo. Khai báo xong thì các bạn nhấn hoàn thành kê khai và chúng ta ký điện tử và nộp luôn tờ khai trên cái trình duyệt thuế điện tử này. Trong trường hợp khi mà các bạn đăng ký thì các bạn nhớ chọn là đăng ký thuế. Còn trong trường hợp mà các bạn làm sai thì các bạn có thể nhập lại hoặc là xóa dòng đi để chúng ta điền lại thông tin của những người mà bị kê khai sai. Khi mà các bạn là nộp xong thì các bạn chọn vào tra cứu hồ sơ để chúng ta tra cứu xem hồ sơ chúng ta đăng ký đã thành công hay chưa, được trả về kết quả hay chưa. Tra cứu hồ sơ thì các bạn lưu ý chọn đúng cái hồ sơ mà chúng ta cần tra cứu. Vừa nãy chúng ta đăng ký là đăng ký mẫu 05 thì nếu như tra cứu thì các bạn cũng chọn tra cứu mẫu 05. Và nhấn vào chữ tra cứu là được, không chọn từ ngày đến ngày. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cái cách đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên các bạn nhớ là khi mà nhân viên vào làm việc ở công ty chúng ta thì các bạn cần phải hỏi xem nhân viên đó có mã số hay chưa chưa có thì các bạn nên đăng ký ngay chứ chúng ta không nên đăng ký ở cuối năm tài chính bởi vì như vậy sẽ rất bất tiện cho chúng ta trong quá trình giải trình với thuế sau này nên các bạn lưu ý